Hello mọi người, lại là mình đây, Jun nè. Thì clip hôm nay nó cũng giống như cái tiêu đề mà mình đã đặt, là mình sẽ chỉ cho mọi người một cách để chúng ta chạy bộ còn nhanh hơn đi xe máy đó mọi người ơi. Thì cái cách nó ra làm sao thì mấy bạn muốn biết không? Nếu mà muốn biết thì chúng ta hãy đi thôi. Nhưng mà đi qua trải nghiệm mini game trước để mọi người, thì đây là clip hôm qua này. Thì tên của mấy bạn mình lộn quá trời luôn. Thì nó vẫn giống như thường lệ mọi người, là tên của mấy bạn mình đã bỏ trong cái vòng quay đã hết rồi. Bây giờ là mình sẽ quay nha. Không biết là hôm nay ai là sẽ là người may mắn nhận cái vương miện nữa. Hãy mà xem. Rồi. Bạn Thanh Long Đoàn à, Đoàn Thanh Long à. Bước 1 là Hoàn Thành này, bước 2 là tên, bước 3 là Vương Miện. Ok, đây là tên của bạn ấy nha mọi người, mới level 9 à. Trời ơi, mới level 9 mà chúng mini game của mình rồi. Vậy là hên lắm nha em ơi. Chúc mừng em nhận giải. Gửi này, 12 thỏi vàng. Sẵn tiện là ký tường luôn ha. Thì mini game của ngày hôm nay là vẫn như thế, là mình sẽ tặng cho mọi người một cái Vương Miện nè. Thì cái cách thức tham gia nó cũng giống như bao đợt trước thôi. Thì đầu tiên là mấy bạn phải bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông nha. Bước thứ hai là bình luận tên, bước thứ ba là hot rồi, chỉ còn nhiêu đó thôi ha mọi người. Ok, còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với cái chương mục chính, là mấy bạn thấy chiếc xe sát bên mình không? Làm sao để chạy nhanh hơn chiếc xe máy này? Cho dù xe ô tô cũng vậy luôn nha mọi người. Thì như trên ảnh là mấy bạn thấy không? Không bao giờ mà bắt kịp được chiếc xe máy kia đang chạy. Rất là khó luôn. Bây giờ làm cách nào? Thì bây giờ thì mời mấy bạn đi theo mình nha. Thì quá quen thuộc rồi đúng không? Đó chính là ông đầu bếp này. Thì mấy bạn hãy nấu cho mình một cái dĩa thịt bò. Thì nấu cái này là chạy nhanh là chắc chắn là mấy bạn sẽ biết rồi. Nhưng mà mấy bạn có bao giờ thường nghĩ là ăn một lần 5 cái chưa? Chưa đúng không? Nói chưa thì cũng không đúng, tại cũng có một số mấy bạn biết rồi. Bây giờ là mình sẽ ăn 5 cái liên tiếp nha. Và chúng ta sẽ so sánh lại thử là ai sẽ chạy nhanh hơn. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ ăn nè. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái nè. Lấy thêm cái nữa đủ luôn. Rồi, cái cuối cùng. Rồi, cái con nhân vật của mình bị sao luôn rồi nè. Hết chữ he he của mình là chạy nha. Rồi, chắc chạy trước luôn không mọi người? Mọi người nhìn nè. Xe mà bằng được đúng không? Đấy mọi người thấy không mọi người? Bỏ xe luôn á. Ây da, chơi cái kiểu này mà đi bắt bọ thì thôi chứ ai chơi lại mọi người. Rồi các bạn kia đâu ta? Ừ trời ơi, mới chạy tới đó sao chứ mấy gì mà chậm vậy? Ủa mọi người đúng nhanh luôn á. Bơi được không ta? Ui mọi người thấy bơi nè, cực kỳ là nhanh luôn á. Ôi giờ xe máy mới chạy tới kia à? Cái gì vậy ta? Trời, mới chạy có một tí à, mày bơi ra kia nữa. Giờ gần đủ một vòng rồi mọi người. Để mình bấm vô cái thời hạn nha. Đây, thời hạn là chúng ta sẽ sử dụng 5 món nha. Thời gian đang dần dần hết nè. Trời, đúng nhanh luôn á, mọi người thấy không? Trời, chạy gì đâu mà chạy dữ rồi trời. Thì sau khoảng thời gian bê tới 4 phút mà cái thức ăn chạy nhanh của chúng ta đã hết rồi. Bây giờ là mình sẽ làm một cái thử thách nha. Đó chính là mình sẽ ăn thêm 5 dĩa nữa. Để mình chạy từ đây qua khu trung tâm là nó sẽ mất bao nhiêu phút. 1 nè. Ăn nhanh luôn mọi người. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Rồi, 5 món là full nha mọi người. Rồi hiện tại là trên giờ là 1 giờ ha. Bây giờ mình sẽ chạy luôn. Chạy luôn nha. Né ra nha. Trời ơi, ai mà cản đường tôi là tôi tông luôn á. Rồi mình chạy bộ nha mọi người. Mình không có bấm vô điện thoại bấm tới Plaza đâu. Mình sẽ chạy lại chỗ cái ông này. Ông này tên gì hả? Meromivic gì nè mọi người. Mình ra đây rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy qua khu trung tâm. Không biết là kịp không ta. Mình nghĩ là chắc chắn là kịp á. Tại nhanh mà. Bay nè. Ây da. Hello chị bán kim nha. Em đây đây, em đây đây. Rồi, khu trung tâm thẳng tiến. Rồi, quay tới khu trung tâm ơi. Chạy lên nhận quà luôn. Rồi, để mình xem thời gian. Ui, vậy là mất đâu đó có 1 phút rồi mọi người. Mà chưa tính là nó lót cái que map nữa. Ok, thì cũng nhanh á. Nhận này, hôm nay là chúng ta sẽ nhận được một cái món gì đây? À, đồ uống kỳ nghỉ mát à. Cái này có bưng ra được không? Không có luôn mọi người. Trong túi cũng không có, bên thức ăn cũng không có luôn. Vậy là cái đó là cái gì? Nội thất à. Rồi thì sẵn tiện đó là mình chạy vô khu ngân hàng mình gửi tiết kiệm luôn mọi người. Hôm bữa giờ bị lười á, nên là vô đây gửi nha mấy bạn nhớ nha. Những bạn mà cày chay á, mình nghĩ là tốt nhất là nên gửi đi để chúng ta kiếm kim cương 100 nè. Thì hồi nãy là mình có tính thử mọi người, khi mà chúng ta ăn 5 cái món thịt bò đó vô là tốc độ của chúng ta sẽ ngang bằng chiếc xe máy nha. Ngang xe máy này nè. Ok, mấy bạn thấy mình đứng lại rồi biết rồi đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ làm thêm một cái thử thách nữa. Đó chính là chạy bộ giao thương mọi người. Cái nhiệm vụ giao thương này cực kỳ là khó luôn. Hầu hết là mấy bạn làm nhiệm vụ này là lấy bằng xe máy đúng không? Bây giờ là mình sẽ ăn 5 cái dĩa thịt bò này vô, rồi mình sẽ đi chạy bộ mọi người, mình giao thương luôn. Cái cuối cùng. Ok, hiện tại là mình đã ăn đủ 5 món rồi ha. Bây giờ là mình sẽ nhận nhiệm vụ này. Không biết là cảnh sát có bắt cực kịp không ta? Tại mấy cái ông cảnh sát kia chạy nhanh lắm mọi người thấy không? Thấy ổng ổng kìa, ổng kìa. Đó, bây giờ ổng sẽ rượt theo mình đó. Việc của mình bây giờ là chỉ cần chạy tới chỗ những cái hòm thư này, mình giao tới thôi. Ui xa thế. Tới tận bên kia luôn à. Ở đây có một chú cảnh sát này, bây giờ mình sẽ chạy quay mặt ổng luôn. Đó, thấy chưa?
Ở đây cũng có một ông nè, canh chuẩn nha. Ô, nhiệm vụ giao thương bữa nay nó có cái chế độ mới à. Ê, nó có cái hiệu ứng gì không mọi người? Rồi giao được một cái, bây giờ mình sẽ giao quanh phía bên kia. Ê, ổng này, ổng này. Bên kia, lẹ lên Jun ơi. Đây à mọi người, hình như là nó có hiệu ứng gì thì phải. Ủa? Ê, ổng nè, vô nè, ông bắt đi đó. Bây giờ mình chạy vòng vòng ổng luôn mọi người đó, bắt đi đó. Nè, ngon bắt đi. Ủa, bị bắt rồi. Sau một phe chơi ngu là mình đã đi giao lại mọi người. Đó, chơi ngu quá mẹ, chị Nhiên chạy vòng vòng của ổng chứ để ổng bắt. Bây giờ mình sẽ chạy bên kia mình giao lại đây. Nè, chuẩn bị, thấy một ông cảnh sát nè. Ủa, hồi nãy thấy ổng đứng đây mày ta. Đó, ổng chạy lại kìa, ổng chạy lại kìa, đó. Trời ơi, từ từ nha, chạm thôi. Rồi hai cái. Rồi cái bên kia thì nó không có bị mọi người. Cái bên kia thì không có ai canh hết. Đây hả, vậy là mình đã giao xong. Ê, bấm vô dấu chấm hỏi chứ hiền gì, hồi nãy là mình bấm vào kêu mọi người nên nó có hiệu ứng. Rồi bây giờ là đang mất sức từ từ kìa. Chuẩn bị cái thứ hai nó mất nè. Đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Rồi bây giờ mình sẽ làm mình nhận nhiệm vụ nè. Thì cái nhiệm vụ này 300 tuần sau lận, chúng ta nhân 3 lên là được gần 1000 tuần sau á mọi người. Nhưng mà không dừng lại ở đó mọi người, bây giờ là mình sẽ chơi thêm một quẻ combo nữa. Là mình sẽ ăn chạy nhanh nè, đầu to, nhảy cao, nhảy đúp nữa. Thì món đầu tiên đó chính là mình ăn, là ăn đầu to mọi người. Cái đầu to ra mình sẽ ăn 5 cái. Ăn nhanh luôn ha. 3 nè, 4 nè, 5 nè. Tiếp theo là bia ghè tôm. Hình như là cái này. Ơ, nó chỉ cho mình ăn 5 món thôi à. À, trời ơi, mình nhầm mọi người. Là tối đa chúng ta ăn chỉ là nó có 5 món thôi. Mình tưởng đâu là ăn hết tất cả được chứ. Giờ cái đầu tôi chạy bé luôn. Ok, thì hiện tại là mình mới về tới nhà nè. Gì á? Ấy da, chào chủ tịch à. Ấy da, bắn pháo thử à. Trời ơi, ngày nào cũng chào chủ tịch hết vậy. Trời ơi. Ấy da, một đống vun con luôn nè mọi người. Trời ơi, đàn con của tôi á. Thì cũng giống như thường lệ, vào khung giờ từ 8 giờ tới 10 giờ là mình sẽ cho những cái bạn ở trong nhà mình lên clip hết luôn nha. Thì tuy nó chỉ là góp một phần nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mấy bạn ấy là đôi lúc mình sẽ vui á mọi người. Mình cũng vui nữa. Ok, chúng ta sẽ đối với bạn đầu tiên, đó chính là bạn Linh nè, bạn Mèo nè, bạn Na nè, bạn Di nè, bạn Canoc nè, Yumi Play nè, Fan luôn mọi người. Bạn Rosie Nighty nè, bạn Yumi nè, bạn Linh đây nè, bạn Ino nè, bạn gì đấy, tám bán lựu đạn hay sao vậy. Bạn này là bạn Rip The Sang nè, bạn Bun nè, rồi bạn Bianoc nè, bạn Nhiếm Cute nè, rồi bạn đây là bạn gì, Đen Cô Tê Yêu Jun ghê vậy. Rồi bạn Yên nè, trời ơi, súng chỉa vô các bạn kêu mọi người. Còn bạn đây là KG phải con cá hả. Trời ơi, bạn Giang nè, rồi bạn Kiệt nè, Emmy Như nè, Su Vinh nè, bạn Minh nè, Sunny Say Hi nè, Ly Ghi Hi, bạn Luffy, Hiếu Đây, Ly Né, bạn Bảo Hân nè, chưa có người yêu, Hiếu Nhỏ, bạn Phong nè mọi người. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ qua hàng bên đây. Bạn đầu tiên của chúng ta đó chính là bạn gì đấy, bạn tên gì hả, bạn GV, cái trò đặt tiếng Anh là mình chịu mọi người. Bạn Nhã Yên, bạn TVBG nè, rồi bạn ủa, cái con bé Bảo Hân cơm này hồi nãy bên kia mà ta. Ở Thương Nội Báo Thủ, rồi bạn này Star nè, Phúc Bi Lay à, còn bạn này là Hanjo Ni Say Ni gì, trời tên gì khó đọc vậy trời. Bạn Mạnh nè, bạn Jerry Xanh Lé nè, bạn Yukin nè, bạn Bí Bách nè, bạn Long nè, bạn Quyên nè, Suri nè, Nene TV Fan 09 nè, bạn Khôi nè, bạn Long nè, bạn Mỹ Cô Tê nè, bạn Si nè, Sư Cô Bí Vi nè, bạn Minh nè, Baby Yêu nè, Baby Unicorn nè, bạn Mina Moto, nó ghê vậy, bóng xấu đáng ghét. Trời, đứa kia đặt con sâu đang ghét luôn kìa. Ok ha, tắt đèn luôn nè. Bây giờ là mình sẽ rủ những cái bạn kia chạy đua mọi người, tại mình có cái mẹo chạy nhanh rồi á. Bây giờ mình sẽ vô mình ăn nè, mình ăn 5 món. Chắc chắn là mình sẽ chạy nhanh hơn rồi mọi người. 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi, anh đếm nha. Thôi bây giờ mình sẽ chấp mấy bạn ấy chạy trước luôn. 1, 2, bé. Rồi chạy đi, chắc chạy trước á, đúng rồi, chạy đi. Ủa chạy đâu vậy, chạy ngược rồi, bên kia bên đây. Trời ơi, chạy lộn rồi kìa, chạy trước mặt kìa, bên kia bên đây. Là qua chỗ. Trời, đứa thì chạy hướng kia, đứa thì chạy hướng bên kia mọi người. Ây da, lại nè. 1 2, bé. Rồi chạy đi, đúng rồi. Vậy đi, bây giờ mình sẽ chấp nha mọi người.
Nè, tôi nè mọi người, tôi nè. Chắc chạy trước là tôi nè. Lại thêm một vòng nữa nha. 1 2 bé, rồi đúng rồi. Mình chưa đếm xong mà chạy luôn mọi người. Nè, ấy da, chạy mệt chứ ta. Ấy da. Tôi ngồi lại tôi nghỉ mệt luôn nè mọi người. Mình nằm xuống nè. Đó. Tôi ngồi đây mà tôi chờ luôn mà. Xem mà đỡ được đúng không? Đó, xem clip mà biết cái mẹo đây đi nha. Trời ơi. Ok thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha mọi người. Thì hôm nay là chỉ là một cái mẹo mà mình biết mình muốn chỉ cho mọi người thôi. Thì mọi người xem clip thì đừng quên là ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký cơ nhé. Nhớ là tham gia mini game nha. Ok còn bây giờ thì sao? Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Giờ thấy thằng chủ chào không à?